ហើយអ្នកខ្ញុំសៀនធនិនដែលជាអគ្គនាយករបស់ Hai đại bộ phận lọp đấng vị trí sàn này cứ trở bàn đối đầu bằng cả láng đau tháp nước và bỏ dưỡng cứ lục ru âm sinh ra đại hai chúng ta bắt cốt cất trong mưa khơi sạ cơn và bỏ dưỡng cứ đôi chi ác chiêu cam khnà tốt không sọc bỏ dưỡng rít chấm ra rít đọt đá đại chi chấm nay nông ca châu rùm ác thì vọt xin cái bỏ dưỡng ngày càng thay lọp sạ sọc chấm mối nâng bê sạ cam nè nhóm trong chun chia xa tại ở bộ phận đó ở bàn yol tha à với đại chi quân đồng lai đại vật chia sàn siêu nâng bắt đầu chun tại bộ phận đại cấp bông tại sắc xá nâng bộ phận đại chi sơ nâng krong chun nâng mạp chia lại hay hai đấy bàn dương thở chưa rơi gió vật chia sàn siêu hay đại chấm niên như là bộ dương đại dương cấp bông đại bắt đầu chun nấy cứ cấp krong bị chia cam bọn bạc chia nấy cứ chi chấm niên đại sầm khăn mối đại dương bàn bắt đầu môn kỳ đại sao đại dương kịch tha chấm niên mối nấy cứ việc sạp cho ấp tới nâng à với đại chỉ cô đã ở này bê sạc cam để dân trong mơ khởi ôn ôn chùm nón cao chìa phần lốp này cổ bụi sạc rừng đọc nào chẳng đồng lại được trong trang lược lăng đây cả lại nâng cứ nhầm bắt đầu tự lỡ bụi bụi chùm nói xung khăn xung khăn tí mối đồng lại tí mối cứ ổ cả đại ôn ôn nâng ai khai đại chỉ nét đất nuông à chi vực cam đọc nào tàng cầm rất thân nạc chiếc tàng cầm rất thân nạc đâm bón nâng cầm rất ổn đại chiếc hãy đấy ban dương ai miên ở các tờ đo trong đó nhất vì vô cam vị thi bắt đầu vào đó bỏ dưới nó cứ bồng bênh nới hôn thiên đại chỉ quân ở Watt đại chỉ sa mát tập thiết bị xe nó để ai ở dương miên sa mát tập thiết vừa kịch càng nghĩa là khả năng bị say trong núi bị say bên đây cảm nắng rùm tiếng phía xa bỏ là tây phong đáy của dương trời ban bồng bẹp chuôn được không nắng chấm này đăng hôm nay của chai phía của dương ban bắt đầu chuôn được không nắng tầng ở nâng hết đấy nhằm kết thai chỉ mua là than là không cả cùng rừng sa mát tập thiết ổn ổn ở khai đại chỉ mê đàn nom អាជីវកម្មសហគ្រិនឆ្នើមនៅក្នុងកម្រិតជាតិនិងកម្រិតតំបន់ទី2បងប្អូននឹងអាចខ្លាយទៅជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលប្រកបទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតពាក្យថាសហគ្រិនភាពគឺមានពាក្យថាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់កសាងក្របពូជរបស់យើងដែលជាធនធានសហគ្រិននេះគឺឲ្យគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងវាគឺជាអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងអាចដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្
របស់វិទ្យាស្ថាន CEO ក៏ដូចជាដៃគូរបស់ CEO Master Club
Chúng nói tiếp mùi, chúng nói tiếp mùi này có chi chúng nói sống khăn đấy. Để không chọn chạy lại tất cả bốn bốn tầng ốc. Cứ thà, dưỡng miên cam vị thí nông ca bà quốc bà chênh từ lớp hành ca chiếc cam đại chân nào đại lọ. Chân đi sất tầng ốc, đại có riêng nơi khăn ông mà hạp chạy lại bà chiếc cam đọc chết. Cứ có ác miên ở các bà quốc bà chênh từ lớp cầm rốn mà chiếc cam đại lọ đại chân nào. Hay cầm rốn mà chiếc cam đại lọ đại chân nào nâng cứ ác miên ở các tờ tù bán nơi ca sponsor này vinh dụng vì khang CEO Master Club Investment. Chúng cầm rộng này lõ lõ, dương ai sẽ lấy gió hay dương sponsor tới chiếc mua lý thị viên dụng. Đảm bây ôi cầm rộng này bầm lãnh luôn bị phán cá tới chiếc cầm rộng ảnh vọt chế. Chạy sẽ đại. Nó cứ chia ở cả mùi thiệp đại dương phía dương quan trọ. Từ đó cầm lý sật chân áo ấm cầm lý sật của cái. Đại còn ai phương phán cá chiếc cầm bàn lõ. Hãy đến miên lạc nạ tiện tiền. Sự sẽ đây bầm bộ sở thân ạ tiên đọc bì tầng ọc chiếc tí rộng ảnh. Rõ cho bạn đục. តាមប្រព័ន្ធចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញមិនដែលទេប្រព័ន្ធចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការផលិតទំនិញឬសេវាកម្មថ្មីៗសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសង្គមជាតិនិងពិភពលោកមិនដែលទេប្រព័ន្ធចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារច្រើនការបង្កើតនិងការកែច្នៃធនធានមនុស្សឲ្យខ្លាចជាធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាព
ាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មសកម្មភាពសង្គមនិងការបងពុនជូនរដ្ឋមិនដែរឬទេបើចង់សូមចុះឈ្មោះសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ឥឡូវនេះបងប្អូននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់លោកគ្រូអងសេងបូរ៉ារួមមានអាហារូបករណ៍ចំនួន$875សម្រាប់ឆ្នាំទី1សម្រាប់50អ្នកដំបូងប៉ុណ្ណោះហត់កំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាប់នីតិអេចំនួន10អ្នកនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% ពីលោកគ្រូអងសេងបូរ៉ាសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO សិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO បងប្អូននឹងទទួលបានការវឹកវើនិស្សិតដោយមានភាពម៉ត់ចត់និងវិន័យខ្ពស់ក្នុងការកសាងផ្នត់គំនិតត្រូវអត្តចរិតត្រូវនិងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងជាចម្បងគ្រូបង្វឹកសុទ្ធតែជាអគ្គនាយកម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកអាជីពជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការបង្វឹកការរៀបចំនិស្សិតឲ្យចូលអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី4ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូសហការរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO មានការគាំទ្ររួចជាស្រេចពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club និងដៃគូជាច្រើនក្នុងការទទួលនិស្សិតឲ្យធ្វើការក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន CEO សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ